Thưa quý vị, sáng nay Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. 6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương cùng với sự chủ động quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ đề ra, tình hình các mặt công tác của thành phố đã có nhiều tín hiệu khả quan và đạt một số kết quả nổi bật. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và các nghị quyết kết luận của Trung ương. Việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị đạt được một số kết quả bước đầu. Công tác cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh đạt kết quả tích cực. Kinh tế thành phố dần phục hồi và có nhiều khởi sắc, nhất là hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi Trung ương có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch. Từ giữa tháng 3 năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt như GDP tăng 7,23%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 70% dự toán, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%, xuất khẩu phần mềm tăng 30%, thu hút đầu tư trong nước phát triển doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Đặc biệt, thành phố đang tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch thành phố, ban hành một số đề án cơ chế chính sách quan trọng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án liên quan đến dự án đất đai để tạo điều kiện phát triển thành phố trong thời gian đến. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá các kết quả trong thời gian qua có được chính là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, biện pháp đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua, khẩn trương xử lý những vấn đề được dư luận quan tâm, kịp thời tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng Nhân dân những chủ trương, chính sách về an sinh xã hội trong bối cảnh giá cả biến động, phối hợp với các bộ, ban ngành trung ương giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ. Năm nay là Thủ tướng Chính phủ giao là phải 100% giải ngân, không còn 95 nữa, cho nên không còn phấn đấu nữa đâu, mà buộc phải thực hiện 100%. Cho nên các bí thư, các quận, các chủ tịch các quận và các chủ đầu tư, chúng ta phải ngay bây giờ sốc lại, ra soát lại để chúng ta giải ngân đúng tiến độ. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là những người đứng đầu các cấp, các sở ngành, địa phương theo phạm vi chức năng thẩm quyền của mình, phải tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được thống nhất tại hội nghị, trong đó phải đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp về phục hồi và phát triển kinh tế. Đặc biệt là đối với ngành du lịch, bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng, rất cần quan tâm đến chất lượng dịch vụ trong bối cảnh hiện nay. Cái hoạt động du lịch của chúng ta thì đang phục hồi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên là chúng ta không thể chủ quan với việc đó. Và đây nó đang trở thành một cái áp lực rất lớn đối với thành phố. Nên là tôi đề nghị là ban cán sự đảng rồi các sở ngành phải có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy để đảm bảo cái chất lượng cho các cái hoạt động dịch vụ để người dân, du khách đến với thành phố của chúng ta nó phải đảm bảo được các cái yêu cầu và họ cảm thấy rằng là người ta mong muốn được trở lại thành phố. Hội nghị lần này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã thông tin đến các đại biểu một số vấn đề liên quan đến vụ Việt Á. Đến thời điểm này, chỉ đạo giải quyết cái vụ liên quan đến cái sử dụng ký test, mua bán sử dụng ký test của công ty Việt Á một cách rất nghiêm túc, thận trọng, xem xét một cách đầy đủ các cái điều kiện hoàn cảnh, phân hóa cái trách nhiệm của cá nhân và đặc biệt là đánh giá trong cái bối cảnh hoàn cảnh rất là cụ thể, xử lý thì phải có căn cứ. Còn tất cả những thông tin mà hiện nay các đồng chí thấy trên mạng xã hội là tôi khẳng định là đến thời điểm này là chưa có căn cứ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị triển khai mạnh mẽ các giải pháp về đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự và các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng. Trong đó đặc biệt đảm bảo về an ninh truyền thông, an ninh tại các khu công nghiệp, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.